Chào mọi người, chào mừng mọi người trở lại với lại các video hướng dẫn Dynamo nền tảng của mình. Đây là video tiếp theo trong series hướng dẫn nói về cái chủ đề lead của chúng ta. Qua những video trước thì chúng ta đã hiểu được rất nhiều thứ rồi, đúng không? Rất nhiều thứ liên quan đến lead rồi. Ở đây video tiếp theo chúng ta cùng tìm hiểu sâu hơn nữa các nút liên quan đến lead. Thì mọi người hình dung rằng cái tầm quan trọng của lead nó được thể hiện ngay cái trình tổ chức quản lý thư viện rồi, bởi vì Dynamo dành riêng một tab cho lead, dành riêng một tab cho chuỗi, tức là chuỗi cũng quan trọng không kém và lead cũng quan trọng, khá là quan trọng. Đúng không? Thành công. Khi mà người kích vào thì nó ra một cái sổ xuống những cái tab nó generate, inspect, mask, modify và orient tổ chức. Đúng không? Organize đây, đây mình phát âm tiếng Anh hơi tệ chỗ này. Mình thông cảm nhá. Thì những cái này nó là cái phần tạo chuỗi này, kiểm tra và theo dõi chuỗi này, các cái phối hợp chuỗi, đúng không? Các phối hợp chuỗi, cách phối hợp chuỗi liên quan đến phối hợp chuỗi. Thế còn đây là cách chỉnh sửa chuỗi và đây là tổ chức chuỗi, đúng không? Thì chúng ta hôm trước đã tìm hiểu hết cái này rồi, các video trước đã tìm hiểu hết cái này. Bây giờ chúng ta sang phần tiếp theo gọi là các cái nút liên quan đến việc kiểm tra chuỗi và theo dõi chuỗi ở đây. Thế tại sao lại cần kiểm tra và theo dõi? Chúng ta hình dung này, nó giống như là một cuộc thi hoa hậu ấy, đúng không? Chúng ta cần phải kiểm tra xem là cô nào đạt tiêu chuẩn và cô nào không, đúng không? Hay là nó cách khác đơn giản là có những cái phép kiểm tra như kiểu là dịch Covid bây giờ chẳng hạn, muốn phép kiểm tra xem là trong cái khu dân cư đấy có ai nhiễm Covid hay không. Nếu có thì cách ly toàn khu đấy luôn, tức là có liên tục coi như cái khu đấy là một lít, tập hợp các hộ gia đình, các con người trong đấy là một lít, mỗi gia đình là một cái lít to và mỗi từng viên thành viên là một lít nhỏ. Tức là ta cần phải kiểm tra xem là ở khu vực đấy có cái phần tử nhỏ nào bị nhiễm Covid hay không. Đấy là điều đương nhiên, đúng không? Đương nhiên thì đây là cái phần để giúp ta làm việc đấy. Thì trong thực tế làm việc chúng ta liên tục nhận được cái yêu cầu này. Mình lấy ví dụ thực tế hơn nữa ở trong Revit đi. Thế thì chúng ta cần phải kiểm tra xem là có bao nhiêu đường đường ống gió dài hơn 2 mét, dài hơn 1 mét 2 chẳng hạn. Tức là cần phải chia cái ống gió đấy, đúng không? Thế kiểm tra toàn dự án xem có cái ống gió nào dài hơn thế không? Hay trong thực tế cái dầm chẳng hạn, đúng không? Tức là kiểm tra toàn bộ trong cái dầm đấy thì có cái dạng dầm nào dài hơn 6 mét hay không? Những cái dầm dài hơn 6 mét thì có những cái gọi là tính toán khác và có lưu ý những cái dầm đấy không? Đúng không? Hay là những cái việc như là chúng ta cần phải kiểm tra xem là trong một tập hợp list đưa vào tất cả một tập hợp bao nhiêu thứ là dầm cột sàn móng vân vân thì những cái nào thuộc level 1, những cái nào thuộc level 2. Đấy là các việc mà theo dõi và kiểm tra list chúng ta, đúng không? Chúng ta nhận vào trong Revit luôn luôn là một list nhá. Chúng ta nhận vào một list dầm, một list cột, một list sàn, một list đường ống pipe, đường ống duct, một list phụ kiện, một list thiết bị, một list lavabo vân vân, rất là nhiều. Tức là các list đấy thậm chí còn hòa trộn vào với nhau nữa cơ. Nên chúng ta cần phải lọc ra những cái chúng ta cần. Đấy là lý do chúng ta cần phải có cái video này, đúng không? Thì đây mình chỉ giới thiệu những cái nút nào mà nó hay dùng nhất thôi, chứ mình không phải là giới thiệu hết, bởi vì đấy rất là nhiều mọi người đâu. Thì đầu tiên là ví dụ là một vài nút như là kiểm tra, đó, on phone đây, on phone, thấy không? Tức là đưa vào một list kiểm tra xem tất cả có phải là sai hay không. Tức là cả khu dân cư đấy không ai nhiễm Covid cả trả về sai hết, thì cái list này sẽ trả về đúng. Đó, tất có phải tất cả là phone hay không? Là hơi ngược đúng không? Đây đây mình có thể kiểm, mình có thể đưa vào đây problem, problem đây đây dùng list join chẳng hạn. Đó, đây là bài trước tôi đã học đúng không? Đây tập tập các chị phone tất cả sai hết hay không, nó sẽ trả về đúng. Đúng, tất cả những thằng này đều là sai hết, tức là có kiểm nhiễm Covid hay không, có trả về đúng, sai trả về không thì trả về phô, có trả về true mà sai trả về phô, tức là không có ai nhiễm Covid cả thì trả về vậy là khu dân cư đấy an toàn true. Ví dụ thế, điều kiện rất đơn giản luôn, chỉ cần mình đảo ra đây true một cái lập tức trả về phô ngay, bởi vì có một trong số các cái thằng này nhiễm Covid đấy. Mình lấy ví dụ đơn giản như vậy thôi, đúng không? Đây là o init of, o init of tức là lấy ra giá trị chỉ mục của một phần tử nào đó ở trong đây, tất cả một phần tử ở trong tất cả các chỉ mục. Ví dụ mình có nhá 1.10 chẳng hạn, đúng không? Và mình có tiếp 1.10 đấy, mình sẽ roi lại. Nếu mà chưa học bài trước thì tự nhiên lại chúng mày lại không theo kịp nhá, mình không giải thích lại cái roi làm gì đâu. Bây giờ mình có một lít tập hợp đúng không, tập hợp lít 20 phần tử ở đây. Bây giờ mình muốn kiểm tra xem là phần tử số 1 ở trong cái lít này thì có chỉ mục là bao nhiêu, lần lượt là bao nhiêu, bởi vì sao nó có chỉ mục này mọi người quan sát ngay đúng không?
Phần tử 1 này sẽ mang chỉ mục 0 và chỉ mục 10, tức là nó có hai chỉ mục mang theo nó ở trong cái tập hợp này, nó lặp lại cả các cái chỉ mục này. Ví dụ 1 đây, mình muốn run thì init of sẽ trả về cho mình 0 và 10. Thấy chưa? Bây giờ thì mọi người chưa hình dung được cái ứng dụng đâu. Nhưng mà sau này nhưng mà toàn khó thì mọi người sẽ có, mình sẽ chỉ cho mọi người thấy là ứng dụng như thế nào. Mọi người cứ bình tĩnh thôi, nhưng phải hiểu được là thằng này trả về ngược chỉ mục, tức là từ phần tử trả ngược về chỉ mục. Nó rất là quan trọng nhá. Bởi vì sau này ấy, chúng ta sẽ có phải biến tướng cái list, nó biến đổi đi rất là nhiều. Các cái phần tử này được sao chép sang phần tử khác rồi, kiểm tra lại xem là cái phần tử này thuộc cái list cũ là chỉ mục bao nhiêu. Cái việc đấy là việc liên tục xảy ra. Init of sẽ rất là hiệu quả. Đây là một nút nâng cao. Đây là một nút on to và on for là một cặp nhá, như nhau. Thằng này thì có thể ngược lại với là on for là on to thôi, on to thôi. Đây là nút list content, có nghĩa là bao gồm, đúng không? Kiểm tra xem là trong cái tập hợp list mình đưa vào đấy có bao gồm cái phần tử này hay không. Ví dụ như 1 đến 10 chẳng hạn, mình có một tập hợp list từ 1 đến 10. Bây giờ mình muốn kiểm tra xem là trong cái list từ 1 đến 10 này có chứa phần tử 5 hay không. Nghe có vẻ hơi thừa đúng không? Ai chẳng biết là có, đúng không? Nhưng mà trong thực tế nhá, thì ta sẽ phải kiểm tra cái việc này. Ta sẽ phải kiểm tra cái việc này là chuyện hết sức bình thường. Đúng không? Chuyện hết sức bình thường. Trong thực tế ta vẫn phải kiểm tra cái việc này. Đây là mình minh họa cho mọi người là list kiểm tra thôi, đúng không? Đây là list count, tức là đếm số lượng phần tử ở trong một list. Cái nút này rất hay dùng này, cực kỳ hay dùng này. Ví dụ mình có một tập hợp từ 1 đến 10 chẳng hạn. Ok chưa? Mình có một tập hợp từ 1 đến 10 đây, thì list count của nó sẽ đếm được bao nhiêu phần tử? Nó sẽ đếm được 10 phần tử luôn. Thì dễ dàng nhìn thấy không? Mọi người có thể sổ xuống dữ liệu, mọi người nhìn thấy ngay này, 10. Đúng chưa? Tuy vậy, nếu như mình đếm thế này, mình đưa vào tăng một bậc cho list mà mình đếm, thì nó chỉ trả về được đúng một mà thôi. Nó chỉ trả về được một thôi. Và nghĩa là nó đang làm việc với lại cái list to này. Đây, nó chỉ có một phần tử thôi. Đúng chưa? Muốn nó làm việc với sâu hơn một phần tử thì chúng ta có một thao tác nhẹ, đó là cho nó tham chiếu vào cái level thấp hơn. Cái này là kiến thức ở những buổi sau, nhưng mình nói trước luôn bởi vì nó có một cái sử dụng nó rất là lợi thế ở đây. Ở đây nó chỉ là tính năng A cộng level, mà nhìn đâu, nhìn cái A cộng level này không? Tức là mọi người hiểu rằng là làm việc với list nào thì chúng ta A cộng, làm việc vào bên trong list nào thì chúng ta A cộng vào đến list đấy. Ví dụ mình muốn làm việc với bên trong cái thằng hai này, tức là mình gióng lên này, nhìn này, gióng từ dưới gióng lên. Nếu ai không hiểu thì chỉ cần nghĩ này này, bây giờ mình cần đếm có phần tử bên trong này, và bây giờ mình cần làm việc với cái thằng bên trong của thằng không này, tức là mình gióng từ dưới gióng lên, gióng lên, gióng lên, gióng lên. Nếu mà mình A cộng level 1 thì sao? Một thì bên trong những thằng nhỏ này làm gì có thằng nào, nên đương nhiên nó sẽ trả về một dãy 1. Nhưng bên trong thằng này sẽ là một dãy các cái số 2, cho nên nó sẽ trả về là 10. Mọi người hiểu chưa? Không cần phải quá là nghĩ sâu xa chỗ này đâu ạ. Nghĩ rằng là làm việc vào bên trong thằng nào thì tôi A cộng đến vị trí thằng đấy, cứ gióng lên là thấy thôi, gióng lên là thấy thôi. Đây này, 3 này, thấy chưa? Với 3 này bên trong nó chỉ có đúng một phần tử đấy thôi. Mọi người hiểu chưa? Nó rất là dễ hiểu chỗ này. Mình thấy là rất có nhiều người khó khăn trong vấn đề sử dụng A cộng level này. Mình không hiểu tại sao, nhưng mà ở đây là nhìn rất là dễ này. Gióng lên này, gióng lên, gióng lên. Đây là kinh nghiệm hướng dẫn nhiều lớp của mình thôi. Thì mình dễ, cách nói vừa xong của mình là dễ hiểu nhất. Mọi người chưa? List count thì tùy từng trường hợp mà ta sẽ đếm được những cái chúng ta cần. Có những lúc ta cần đếm ra 1, nhưng có những lúc ta cần đếm ra 10 cơ. Thì ta sẽ điều chỉnh cái A cộng level sao cho hợp lý. Ok chưa? Đấy là việc mà liên tục xảy ra, đấy là list count. Ok, đây là count to và count for, có nghĩa là đưa vào một list gồm các cái to và for và đếm số lượng phần tử to for có trong cái list đấy. Nó đơn giản đúng không? Rất là dễ hiểu, tức là đếm số lượng phần tử to for có trong cái list đấy. Nên bỏ qua, cái này không dùng đâu. First index of, có nghĩa là cái thằng này nó là gần giống cái thằng init of, nhưng mà nó khác ở chỗ là nó chỉ đếm một lần thôi. Tức là nó chỉ lấy ra cái chỉ mục đầu tiên mà nó gặp thôi, chứ nó không lấy ra tất cả các chỉ mục như thằng này. Nhá, nó chỉ trả về chỉ mục đầu tiên mà nó gặp thôi. Còn phần tử sau có giống nó bỏ qua luôn. Nhá, đây là list index of. Cứ từ từ thôi ạ, không có gì phải vội cả nhá. Chúng ta cứ từng bước một thôi. Có thể chúng ta cần phải học thuộc một chút, nhưng mà những cái học thuộc này là cần thiết, giống như học bảng kiểu trương thôi. Còn về sau ấy, khi chúng ta đã có cái nền tảng khoảng thuộc khoảng 200 nút rồi ấy, khoảng 200 nút thì chúng ta không cần phải lo cái vấn đề thuộc nữa. Bởi vì sau đấy thì chúng ta chỉ xài thôi. Chúng ta chỉ xài thôi, chúng ta chỉ nhớ được cái phản xạ là
cái này đưa vào một list này, đưa vào một list phần tử và tác dụng nó là gì, cái này đưa vào một list phần tử và tác dụng nó là cái gì, đúng không? Đấy là những cái phản xạ chung của chúng ta sau này thôi, không cần phải lo nhiều đâu ạ. Next up, đây là get item index, tức là lấy phần tử ra. À, cái này khá là hay ho. 1.10 đây chẳng hạn, mình có hai phần tử, hai list, list create, đây mình sẽ ví dụ mọi người thấy, mình tập lại tạo nên một tập hợp hai list, đây, đấy như này, tức là tập hợp hai list, mỗi list thì chứa từ các số từ 1 cho đến 10. Bây giờ thì mình sẽ có cái nhu cầu được gọi là lấy phần tử ra ở trong các list này. Bây giờ mình muốn lấy ra phần tử 1, 2, 3 ở trong list đầu tiên đi, đúng không? Thì cái cách mà ngày trước mà mình làm ấy, có phải mình làm như này không ạ? LST bài trước ai sẽ, ai không nhớ đi xem lại đi ạ. Mình sẽ là không, sau đó là gì ạ? Này nữa, 0.2, tức là lấy ra tham chiếu vào cái list 0 này đầu tiên này và lấy ra các chỉ mục từ 0 đến 2. Đúng chưa? Rất là dễ đúng không? Đây, bấm run. Đấy, 1 2 3. Tuy vậy thì mình có cái nhu cầu khác cơ, mình phải có cái nhu cầu là lấy ra tập hợp 1 2 3 ở đây và 1 2 3 ở đây cơ, tức là lấy ra cùng lúc. Còn làm này thì khó đúng không? Thế thì mình phải dùng đến get item index. Get item index thì nó là tổng hợp của các thao tác này, tức là mình có thể bỏ qua luôn cái thao tác này được. Thao tác này chỉ dùng cho nhanh thôi. Tức là đôi khi chúng ta cần dùng cho nhanh, ví dụ lấy ra phần tử số 0, phần tử số 1 hay một số phần tử nào đó chẳng hạn, thì chúng ta là dùng cho nhanh. Nhưng mà khi mà đa dụng hơn ấy, thì chúng ta dùng get item index, tức là nó là mọi người hình dung là cái thằng này làm được những cái gì, thằng này làm hết. Được chưa? Làm hết. Thì ở đây á, mình lấy nhá, ví dụ mình lấy ra là từ 1, 3 đúng không? Mình lấy ra là 0.2, tức là nhập vào cái chỉ mục, cái số chỉ mục của mình ra. Kết quả trả về nó bảo là chả có cái chỉ mục nào là 0 đến 2 cả, bởi vì nó chỉ có 0 và 1 thôi. Tức là chúng ta đang làm việc với lại cái thằng bên ngoài này, chỉ có hai phần tử thôi. Bây giờ chúng ta muốn làm việc vào bên trong, chúng ta sử dụng A cộng level giống như là mình đã hướng dẫn cho mọi người ấy. Tức là vào bên trong 0 và vào bên trong 1. Mình sẽ bấm A cộng level và mình bấm ra. Đây là kết quả trả về cho mình. Nó vẫn giữ nguyên cái bậc của list luôn, thằng này thì không, ông này thì mất bậc rồi. Nó giữ nguyên bậc này. Đây, list mẹ là bậc 1, bậc 2 thì nó sẽ giữ ra cái list con là bậc 2. Cái việc này rất là quan trọng, nhưng giữ nguyên cấu trúc nó đôi khi là rất quan trọng trong lập trình. Cho nên là mọi người cần phải nhớ nút này, get item index. Get item index. Ở đây mình có thể thay đổi bất kỳ cái gì ở đây cũng được. Thay đổi theo những cái gì đã học ở bài number ấy ạ. Ok chưa? Đấy là cái chúng ta đến cái get item index rồi. Không nhỉ? Ok thế nhỉ? Cái video này dừng lại đây thôi. Ai chưa học thuộc thì hãy học thuộc đi. Chúng ta chỉ mình chỉ giới thiệu mỗi video bằng này nút để mọi người có thể học thuộc được. Còn nếu như mọi người cố gắng cứ chạy theo cái video của mình mà không học thuộc những gì mình đã hướng dẫn thì mọi người sẽ không thể sử dụng Dynamo tốt được. Đừng có học cưỡi ngựa xem hoa, nếu như đến đâu mình hướng dẫn đến đâu hãy dừng video lại, dừng cái video mọi người đang xem trên YouTube lại và có thể thực hành theo. Sau đó hãy chắc chắn rằng mình hiểu cái mà mình vừa nói thì chúng ta mới tiếp tục. Chúng ta nỗ lực thì chắc chắn kết quả sẽ đền đáp lại chúng ta rất là xứng đáng. Còn nếu chúng ta không nỗ lực, chúng ta học theo kiểu cưỡi ngựa xem hoa thì chắc chắn là chúng ta không thể sử dụng tốt được. Ok chưa? Hẹn gặp lại mọi người vào video buổi sau.